bóng ơi, trong bú bong bóng mà. Có biết là hoàng tử Sì Tin đợi không? Ê, à, trái đèn rồi, trái đèn rồi. Hai người làm gì ở đây? Hai. Tôi mới tới. Em khỏe không? Hỏi hai vợ cháu có đói bụng, tôi nói với cháu. Trời ơi, khỏe kìa. Trời nhớ anh nhiều. Anh cũng vậy. Gửi cho em cái mặt nạ cười nè. Tiếp. Trời ơi, khoái. Thằng này giỏi cái đóng ngọ thôi. Chứ con mồ côi. Mồ côi từ nhỏ mà. Nhớ quá à. Rồi, về. Khuya về. Mở webcam đi. Nhưng mà nếu xong ca sẽ rất hay. Chứ không hỏi. Ngày mai mình tập bài hát. Trời ơi, mắc cỡ. Mắc cỡ đúng rồi. Công chúa bong bóng là người dễ e thẹn mà. Đúng không? Thôi, được rồi. Chú làm gì mà sợ hãi dữ vậy? Tài lắm không à? Nói chuyện với em cũng vui vậy. Không muốn cho em biết ba mẹ quấy lại sao? Mà sao không mở webcam để cho anh coi? Cô ấy là một ca sĩ. Có giọng hát rất là hay. Đang uống tóc. Đang uống tóc à? Bảy tên gì chú? Có nói cậu cũng biết. Uống ở tiệm nào vậy? Chắc lúc đó cậu còn đang bú. Mắc hơn. Thời điểm đó lại không có tivi. Bữa nào cho anh lại đó. Tỉa chân mày nha. Rất nổi tiếng. Có rất nhiều ca sĩ trẻ bu quanh ông ta. Sao chú biết hay vậy? Chú chơi nhạc chung với hai người đó mà. Sao bây giờ chú trở thành đầu bếp? Trá cái nàng hoài. Nhiều chuyện quá. Mà không biết giọng nói nạn sao? Dì phải gì? Dì sẽ cho anh chung với con. Dì được dì nghe giọng nói của em nha. Sống trả lời ta. Công chúa bong bóng đang suy nghĩ đó. Cái này hợp với con không vậy? Ủa? Trả lời nè. Thôi, em ngại lắm. Gì đó hả? Chứ còn ai nữa? Có gì đâu mà ngại. Gửi nè. Cho anh nghe giọng nói của em đi. Có bầu với ông ấy. Anh muốn nghe. Còn ấy thì bao nhiêu ca sĩ trẻ đã bu quanh lấy ổng. Ừ. Để anh nhắn số điện thoại của anh qua nghe. Dạ, nhạc sĩ ấy. Rồi đó. Sao chú không cho già cái tìm lại hạnh phúc ấy? Cấn laptop vô mới được. Sao không hát gì mình thích mà phải hát gì thành công? Cô ấy. Sao chú từng mê say hát ca? Hãy mơ về một vì sao? Xung quanh những gương mặt này gian lắm. Để lộn xộn lấy. Nhất là nhỏ mặc áo đỏ với sao. Trong đó có cả chú đó. Không được gian quá. Để đây chắc ăn hơn. Mặc gì đâu. Ghê quá. Tướng học sinh mà mặc phụ huynh quá. Nàng gọi, nàng gọi. Alo. Trời ơi. Chát em lâu quá trời, bữa nay mới nghe được giọng nói của em đó. Người ta kêu anh nó nhỏ nhỏ thôi. Trời ơi, công chúa bong bóng hả? Trời ơi, giọng nói dễ thương quá à. Hoàng tử Sì Tin nè à. Thấy giọng nói của anh sao? Trời ơi, người ta đang nói con nhỏ áo đỏ nó gian lắm. Nó muốn cua anh á. Anh đâu có chịu. Không có cửa đâu cưng. Trời ơi, con nhỏ nó mặt nó gian lắm. Nè hà. Sao? Giọng nói của anh truyền cảm quá hả? Truyền cảm thiệt không đó? Đừng nói là năm mừng nha. Sao? Ồ, ai ô,
đi vô xem phim đó mà nó chán quá. Phim gì đâu dở ẹt à, nhớ mà em quá cái chat chứ em á. Bây giờ nghe được giọng nói của em á, cũng vui, cũng đỡ buồn rồi. Nhưng mà anh nói thiệt nha, Bóng Bóng ơi, chị Tiên á, muốn gặp mặt Bóng Bóng nhiều lắm. Tại mình chat cũng lâu rồi, mình cũng nói chuyện rồi nhưng mà mình chưa thấy mặt. Chị Tiên rất là nôn nóng muốn thấy mặt của Bóng Bóng á. Chừng nào? Mai được không? Không được hả? Mai cũng được, mốt được không? Mốt cũng không được nữa hả? Chứ chừng coi phim đi, nhiều chuyện quá. Nhỏ đỏ nó cua anh nữa đó, bực mình ghê á. Thôi vậy khi nào rảnh á, kêu chị Tiên ra nha. Chị Tiên muốn nhìn mặt Bóng Bóng lắm. Thiệt mà. Nhớ nha, đi. Khi mà gặp á, chị Tiên sẽ mặc một cái quần short thật là đẹp, mang một đôi giày thật là đẹp nha, mặc một cái áo thật là đẹp nha. Chịu không? Rồi vậy thôi nha. Khi nào? À sao? Muốn nói chuyện nữa hả? Chúng tôi đang tập dịch cái đó. Vậy thôi. Thôi vậy thôi, bye bye nha. Hẹn gặp lại trong một ngày gần đây, bye bye nha. Biết làm gì không? Đang hung gió đó. Em bye bye nha. Rồi thôi, bye bye. Hai sẽ không diễn, có rất nhiều quan khách, nghệ sĩ, nhà báo sẽ chứng kiến điều này. Họ sẽ chứng kiến những trò hề của cô. Chúng tôi không hề vi phạm hợp đồng. À, đúng cái ghế này rồi. Nàng hẹn mình ở cái ghế này nè. Trời ơi, chát mấy tháng nay mới hẹn được gặp nàng. Trời ơi, công chúa Bóng Bóng với lòng anh. Thương quá đi. Người đâu mà dễ thương quá. Trời ơi, trẻ trung xinh đẹp quá, nhớ quá. Không biết chừng nào mới tới đây. Đúng ghế này rồi. Trời ơi, lâu quá à. Tới lễ đi em. Trời ơi, hẹn tại cái ghế này. Bất lịch sự, vô văn quá, thiếu ý thức. Xin lỗi, ông anh nói ai vậy? Tôi nói chị đó. Ủa tại sao anh nói tôi là mất lịch sự vô văn hóa là sao? Đứng lên. Đứng lên. Cái gì? Ai cho chị ngồi cái ghế này? Ủa gì có quyền gì mà không cho tôi ngồi trời? Cái ghế này tôi thuê nguyên tháng rồi. Ồ, cái ghế này ông anh thuê nguyên tháng hả? Xin lỗi ông anh, cái ghế này tôi mua bức nguyên năm. Trời, ghế này ghế công viên mà ai cho bà mua hả? Ghế công viên ai cho ông thuê? Nếu như cái ghế này là của nhà ông anh thì tôi xin lỗi. Công viên công cộng, ủa ghế trống mà tôi ngồi à? Làm gì nhau? Trả treo à. Cái gì vậy? Đứng lên kìa coi. Đứng lên cho mình ngồi ghế nè hả? Không, làm chuyện khác, đứng lên chuyện đi. Chuyện khác là chuyện gì? Tôi đứng lên làm chuyện khác. Thì bà cứ đứng đi, miễn sao tôi không làm chuyện gì phạm lỗi với bà thôi. Thề đi. Thề. Đứng cũng đứng lên ghế nữa. Ờ, tôi phải bảo vệ cái ghế này chứ. Làm gì tôi? Biết rồi, biết sao ngắm tôi rồi. Sao vậy? Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy gái đẹp. Chị.
chị nói hết chưa? Hết rồi, nhắm đi. Nãy giờ tôi ém lắm rồi đó. Ém gì? Ém ói. Nghĩ sao vậy? Tuổi đang tuổi bà hoài. Trời ơi, mắt bánh xanh lè xanh. Làm gì vậy hả? Làm gì vậy? Chị đứng xe qua bên đây. Anh làm gì vậy? Ôi, bắt làm gì vậy hả? Bắt làm gì vậy? Bắt biết ở đây là đâu không hả? Tại sao mất trật tự vậy? Công viên chính xác là công viên. Chị yên tâm, em bảo vệ chị. Cảm ơn em. Trời đất, ý lộn. Trời đất ơi, nhìn không phải phụ nữ hả? Chú lẽ tôi là đàn ông mày. Không phải, nhìn bà già. Ủa đâu ra vậy? Máy bay bỏ xuống hả? Hả? Chú quánh nào vậy mày? Quánh gì? Trời đất ơi, hai người làm gì vậy? Biết ở đây là đâu không? Đây là công viên. Mất trật tự như vậy là không có được. Xin tự giới thiệu hai người. Tôi là tổ trưởng tổ bảo vệ công viên. Công viên bảo vệ tổ trưởng là tôi. Thấy không? Hai người mà lộn xộn là chết với tôi nghe chưa? Thôi bây giờ chú em, tôi nói chú em nghe nè. Nói. Ai cho phép bác nói? Thấy chưa, người ta nói. Ai cho phép ông nói hả? Ở đây là cái khu của tôi. Tôi có quyền nói, không có ai qua mặt tôi hết đó. Hiểu không? Nín. Nhưng nghĩ gì hả? Hả? Muốn nói gì hả? Tôi cho ông biết nha, cái kiểu của ông nha là tôi bắt về đồn nghe chưa. Vợ chồng lớn tuổi nhau hết rồi, có gây lộn người ta đem về nhà, người ta đóng cửa lại, người ta dạy bảo nhau ở nhà. Ông đem ra đây công viên làm gì? Ủa, tôi với mình nín. Nè trời ơi, trời gì, trời đất gì đây hả? Nó không đúng hay sao? Già cả rồi, lớn tuổi rồi, không ăn mặc á thì coi kìa. À, nhìn bác á thì cái tôi nhìn bác ăn mặc á thì nhố nhăn, già còn sung quá ha. Sung quá ha. Hả? Cửa gì? Tôi nói ông á, đàn ông con trai gì đó mà mặc đồ còn chích cái khăn trên đầu. Nín, cửa gì? Tôi chưa nói xong mà cửa gì? Tôi đang nhận xét ổng. Tôi nói ổng có nhìn ổng như chó già nhà tôi vậy đó. Trời ơi, bác, nín gì? Còn bác nữa nè. Bác á, nhìn bác mà quá trang. Mà bác trang điểm sao mà y hệt như gái vậy. Nín, cửa gì? Hả? Tôi cho hai người biết nha. Vợ chồng á, mau mà đi về đi. Khôn hồn thì đi về đi, không thôi tôi bắt tôi bỏ vô đồn ráng chịu á. Đến tôi cho biết, tôi là tổ trưởng tổ bảo vệ công viên này, chỉ có một mình tôi có quyền nói, tôi hiểu chưa? Sao nói gì đi hả? Bộ câm hay sao không chịu nói? Ủa, tại sao cái lúc tôi chưa nói không chịu nói hả? Để tôi chửi câm rồi mấy chị phát ngôn lên là sao? Tức cái gì? Tức ăn thịt tôi đi. Trời đất ơi, nhìn cái mặt hai người thì cái tôi ghét dễ sợ. Bảo vệ công viên đó mấy chục năm ở chỗ này rồi mà tôi chưa bao giờ tôi thấy tình trạng của hai người vậy. Thôi được rồi, ngồi đi. Đuổi qua này đi đúng không? Đuổi gì? Bác ngồi đi. Này, ngồi xuống. Đó, vợ chồng á phải ngồi gần nhau tí xíu. Vợ chồng phải ngồi gần, tôi kêu ngồi gần là ngồi gần. Ngồi gần đi. Bà ngồi xa cậu, bà ngồi xích ra kìa. Xích ra tôi bắt bà. Xích ra tôi bắt bà. Bắt đi, bắt gì? Nít. Già sao hay trả treo vậy? Cái này nó hổn quá ta. Hổn gì? Tôi già không quá luôn hả? Tôi là tổ trưởng, tôi bảo vệ công viên này nha. Tôi có quyền hết nha. Tôi nói nè, tôi nói. Nó có quyền hết nha. Ngồi gần vô. Nó có quyền gần. Tại sao ngồi gần? Đó. Thấy không? Nhìn vậy mới ra vợ chồng hạnh phúc nè. Hạnh phúc thì sao ta? Hạnh phúc thì sao ta? Cười cái coi. Cười. Coi. Cười gì mà không có cảm xúc vậy? Cười không có cảm xúc ha. Cần phải có cảm xúc nè. Cảm xúc không? Cười lên coi. Nín. Tôi kêu cười có cảm xúc, còn này là lố cảm xúc rồi nè. Nhưng mà cũng được, cười xong giờ sao ta? Vậy hùng cái coi,
Hùng đi, hạnh phúc là phải hùng. Hùng coi. Phải giữ nguyên cái tình trạng vậy ha. Từ ngày tôi kêu nghỉ là nghỉ nghe không? Thôi nghỉ đi. Nghiêm. Tôi kêu nghiêm là hung chứ không phải là đứng dậy. Nghỉ là thôi hiểu không? Bây giờ là nghiêm. Nghiêm là hung. Anh đi. Sao thấy sao? Hùng thấy đã không? Ngọt đôi môi thấy đã không? Gà cả rồi hùng thấy ngon nha. Gà, gà rồi hùng cái nụ hôn nó có ngọt làm sao ta đâu được. Tính ra coi để tôi hùng thử coi. Ngọt không, ngọt không, ngọt, ngọt. Ôi trời trời trời. Hay à, cảm ơn bác. Cũng may bác đánh con nghe cho con tỉnh. Chứ con hùng bác là nãy giờ con ói sao rồi đó. Thôi, vậy là coi như tạm chấp nhận rồi đó. Vợ chồng vậy là mới hạnh phúc nè. Tôi đi nha. Nhớ không có cãi nhau nghe chưa? Cãi nhau là biết với tôi nghe chưa? Nhớ là tôi là tổ trưởng tổ bảo vệ của công viên này chưa? Nghe chưa? Nhớ nghe chưa? Nghiêm, 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 nghiêm. Ông quay cả. Lợi Dũng hả? Lợi Dũng hồi nào? Gì bị ép buộc mới hy sinh thân mình đi chứ bộ. Trời ơi, ở đâu ra cái thằng tổ trưởng tổ dân phố này nó muốn làm gì làm, nó muốn đánh người nó đánh nè. Nói với nói à. Trời ơi, tổ trưởng mà có xài hàng nóng nữa chứ. Trời ơi. Chà. Ủa sao kỳ vậy ta, nãy giờ sao chưa thấy ta? Sao giờ này không thấy em của mình ta? Chắc chắc phải gọi điện quá. Alo. Alo. Ủa. Alo. Ở đây máy bay nó hay đi qua lắm mà nghe không có rõ mất sóng. Ai vậy? Em có phải là công chúa bông bông không? Chưa chưa nghe rõ. Em có phải là công chúa bong bóng không? Ờ nghe rõ rồi. Ha, công chúa bong bóng hả? Ừ. Là em nè. Ủa anh là hoàng tử Xì Tiên nè. Ủa vậy hả, sao anh chưa tới đi? Trời, tới nãy giờ rồi em lâu quá sao không thấy em nè. Em có tới ngay cái ghế mình hẹn không? Em tới rồi, em tới nãy giờ. Em tới trên nào ai cũng đứng ngay ghế, em đâu thấy em đâu. Em đâu? Thì ra là anh à. Chẳng lẽ công chúa bông bóng là em à? Là công chúa bông bóng đây. Anh là hoàng tử Xì Tiên đây. Ủa sao? Sao lúc chết em nói em 16 tuổi? Có thể nói được. Em nói giọng chân trẻ. Mặc dù em thật sự là 61 rồi. Vậy anh thú thật anh không phải là 18 tuổi. 61 đúng không? Không. Chứ nhiêu? 75. Già cả rồi. Muốn nói sao nói. Mời anh ngồi. Em ngồi. Bông tặng em đó. Dạ cảm ơn anh. Trời ơi. Bất ngờ quá. Bất ngờ quá. Nhớ anh quá. Anh cũng nhớ muốn chết luôn á trời. Nhớ nó trời luôn. Trời ơi. Công chúa bông bóng Xì Tiên của anh đi sao? Nó chơi mỗi lần với anh là em nhớ bài hát à. Bài hát gì? Bài hát nghe sao mà nó tin á. À, giọng cổ tin đúng không? Người ấy nhảy hiếm hớp giỏi lắm đó nha. Chiều, xong mà lòng nghe buông hiu, em nhớ anh nhiều là sắc bạc. Nói chung là yêu đó, mà biết có phải là yêu không? Ừ. Mà so vắng anh thì buồn. Oh yeah. Chánh đi. Ôi trời ơi. Trời ơi, đừng có kè. Đừng có kè, anh có sao không?
không, anh là thiên tài hip hop mà chị nhỏ, em hát lại đi, anh che lại cho em coi. Trời ơi, hát tiếp hả? Là làm từ chỗ ke nha. Ke được ha? Được, được, hát đi. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, đó. Không được có ke mà. Trời ơi, mình cứ vậy vậy là đúng rồi. Ok rồi, vậy vậy đi. Ok. Không có bên anh là vô. Mình có đời ôi ấy ơi, bây giờ anh mới thấy ấy dễ thương quá, ấy hát hay quá. Không ấy, mình nghiêm cái nữa đi em. Tùy em thôi. Lâu lâu á nha. Nghiêm lâu á. Nghiêm lâu á. Trời đất ơi, ai cho phép gì? Ai cho phép hôn nhau vậy? Hả? Chưa có lệnh của tôi, tại sao hôn nhau vậy? Hả? Làm sao mà như thế này? Thì mình có thôi, người ơi, em nói có không anh vậy? Thôi! Làm gì vậy? Hả? Thôi xỉu rồi kìa! Xỉu cái gì? Trời ơi! Trời đất ơi, tại bà, cớ sự là tại bà. Trời đất ơi, dễ sợ quá. Không, bà đòi hung người ta không cho phép. Bà ghi đầu, bà ráng, bà ghi đầu vô, bà đòi hung. Người ta chống cự lại, bà lấy nguyên cục đá, bà đập đầu ta cho người ta té xa xỉu nè. Thấy không, tôi thấy rõ ràng, chứng tôi thấy rõ ràng. Bà con người bà dễ sợ quá, tôi thiệt, tôi sợ bà thiệt á. Bà tránh qua bên đi, tránh qua bên. Gọi điện thoại kêu cấp cứu tới đi. Không mấy được thì thôi, để tôi cấp cứu, qua đây. Xưa mình học, nè, xưa tôi học ở trường, tôi học cái hội chữ tập. Ê, 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 ta chết mày vậy? Mày quay à? Quên, để tôi hô hấp nhân tạo cho ông, nha. Đây. Trời, vẫn chưa tỉnh, để hô hấp nhân tạo, để hô hấp nhân tạo. Quay cái mặt qua đây coi. Chắc ôi, thờ quá. Không hô hấp người tao nữa, giật cấp 2. Bà nổ cao mà sao nhìn mày nãy giờ với mày? Mày hô hấp người tao hay là mày móc cổ người ta? Bà giật cổ á? Hay là mày muốn giết người hả mày? Mày nói! Mày là cái gì? Tôi là tổ trưởng. Tổ bảo vệ chứ gì? Bây giờ mày có là ông trời đi nữa, tao cũng không có sợ mày đâu. Trời ơi, tao không có sợ mày đâu. Trời ơi, tao không có sợ mày đâu. Tao quánh đâu mày đâu. Hai vợ chồng tao á, em chuẩn bị hôn nhau. Mày vô mày đổ người của tao đi, đá tao đập đầu cũng chết cũng xíu hả mày? Anh ơi, mình xong cái bầu bánh quýnh cái thằng này đi. Trời, nó đi bong bóng. Tôi là tổ trưởng tổ bảo vệ công viên này nha. Mày là cái gì? Người xỉu mà tỉnh là bác sĩ. Dạ thưa ông bà, đây là bệnh nhân tâm thần của bệnh viện chúng tôi. Để chúng ta ra ngoài. Trời ơi. Ê, nó vô hả? Đánh tụi tôi. Xong rồi nó tổ trưởng, tổ bảo vệ, nó tùm lum tà la. Nó có quyền, nó tùm lum mới. Trời ơi, sợ quá. Quá. Bệnh nhân của chúng tôi làm gì tổn hại đến ông bà. Mong bà bỏ qua. Ở đây nó còn móc súng nữa. Súng giả. Ê, trời ơi, chưa đã. Đúng rồi, giờ nhìn không thấy cái lỗ của tôi, cái sự trời ơi, trời ơi, trời ơi, về đi ông bà, tôi đưa bệnh nhân tôi về. Về chuyện sách nó đợi nghe. Dạ, đừng cho ông thuốc bất cử nghe kia. Đừng tránh em đi về, đi về. Trời hai bạn để nói chuyện với bạn, để nói chuyện với bạn tí xíu. Không, cái tay nó đợi em, không đi, ba đừng đánh. Hai bạn hai bạn đừng có quên mình nha. Chào hai bạn. Hai bạn đừng quên mình nha. Hai bạn cần gì muốn gì gọi điện thoại cho mình.
Số điện thoại của mình là 0903 383 188. Còn nếu như không gọi điện thoại được, sẵn tin nhắn AB dấu cách gửi tới 8586. Nhắc bình chọn cho mình nghe mã số 2, thằng khùng duyên dáng nhất. Trời ơi, ngồi xuống rồi chú ơi. Sợ không? Sợ, trời ơi, sợ quá. Dữ lắm hả? Sợ quá trời sợ luôn. Hồi nãy mà nó hô hấp cho mình nó, trời ơi em sợ bởi cái lồng ngực của mình. Trời ơi, nó mập ù mà nó ngồi lên bụng anh, nó nhúng. Sao anh bật vậy? Anh đè nó lại. Trời, hồi nãy anh tỉnh chứ bộ. Nhưng mà anh giả bộ anh nghỉ mệt á. Anh bật dậy nó nói tổ trưởng tổ bảo vệ chắc xỉu nữa quá. Thôi lát hay là mình đi ăn cái gì bổ bổ đi. Em suy nghĩ coi ăn cái gì coi. Ăn bò bít tết đi. Bò bít tết hả? Ăn cho nó khỏe. Cho anh thêm trứng ngồng gà tái nữa nha. Cho anh 2 trứng luôn. Trời ơi quá khỏe luôn. Thôi bây giờ ông với hai đứa mình thôi, anh không thích nghỉ. Anh thích nhiều mà. Nên nó cũng phải cảm ơn thằng khùng đó. Trời rớt khăn rồi. Nắng. Phải cảm ơn khùng đó. Nếu không có thằng khùng sao mà anh hôn em được, đúng không? Thôi dùm Nhiên đi nha. Trước khi Nhiên cho anh nắm tay cái coi. Kỳ gì vậy? Thôi người ta nghiêng qua đây để người ta nắm nè, đưa ta đi, người ta nắm được rồi. Không thèm nhìn đâu, không mất cỡ rồi, đưa ta đi nha. Nắm hết lại đâu, tay đâu, đưa anh nắm cái. Trời ơi, trời tay đâu dễ thương à. Trời. Ôi sao, sao uống na uống nần giống nãy chuối quá vậy. Ủa mà sao tay anh ngay, giống như chút xíu vậy trời ơi. Ủa? Trời ơi, tao nắm cái